người hình đó tên đồ uống. Cái gì vậy? Xúc sắc. Vìa tay cơ. Cái gì vậy? Cái gì sao không biết được? Sao có bài á? Bạc xỉu. Ôi sao? Kinh rồi. Sữa chua đánh đá. Cho em một ly sữa chua đánh đá. Có mặt sao? Để tán em. Đây không phải là kiểu bạc hà ấy hả? Bạc hà. Nhưng mà phải mang hơi gì chẳng hạn như thế này. Lạnh. Mà mắt cha. Ôi là trời. Chào mẹ. Chào sữa. Chào. Ủa vui lắm hả? Không biết nữa. À, bây giờ nhờ. Chào sữa xe lờ. Cao cao. Cao cao. Đi về. Cà phê. Tặng em cà phê pha, em không bác sĩ. Tiền anh uống trà, cảm thấy khá hồi. Được vừa rồi hơi suy người, anh như tá là khi một cuốn trà đá nên là... Trà đào. Mời đẹp. Oh, soda. Soda Việt, soda Việt cao. Ơi, chết đi. Soda Việt quá. Ôi, toàn. Đen đá. Chân trâu đường đen. Amazing, good job em. Đổi hình bắt tên trái cây. Gì vậy? Đúng. Ôi bạn ơi. Tại sao rồi? Đau. Chúng ta nói xong. Cà bắp. Ngô. Cà pháo hông bắp. Ôi tôi trời ơi, ơi, chết tôi trời ơi. Đây là một loại xưa. À đây là dưa chuột. Cái gì đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh. Rượu que. Cả nhân á. Cái bì. Cà chua. Sao mới đảo hàng đó vậy đó? Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn bà. Còn bà. Con này nó láo lắm. Xin móc túi à? Sao là còn móc túi à? Không phải á? Quả châm châm. Khỉ đó. Quả khỉ. À, đi rồi. Đấy các bạn ơi. Nghe đây này. Đê nó cưng đu đủ. Đồ đáng ghét à? Đồ đáng ghét.